tắm rồi chị ơi. Kéo về. Nó chạy luôn mất. Dạ. Ừ. Lấy đà. Lấy đà nó mới tắm được.
về chuyến bay. Máy bay của chúng ta đã giảm độ cao và dự định hạ cánh tại sân bay Cần Thơ vào trong khoảng 20 phút tới. Thời tiết tại sân bay Cần Thơ tốt với nhiệt độ tại mặt đất vào khoảng 28 độ C. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã bay cùng với hãng hàng không quốc gia Việt Nam và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách cho những chuyến bay tới. Xin cảm ơn. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta đang giảm độ cao để hạ cánh. Quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, tiền thẳng lưng ghế, cất bàn ăn, cài dây an toàn và mở tấm che cửa sổ. Vì lý do an toàn, quý khách không sử dụng điện thoại di động, các loại máy thu phát sóng và các thiết bị điện tử sắt tay và chuyển sang chế độ sử dụng trên máy bay cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách lưu ý không để hành lý tại khu vực lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Để cập nhật thông tin về chuyến bay, chương trình khách hàng thường xuyên và các ưu đãi, khách vui lòng truy cập trang web vietnamairlines.com và cài đặt ứng dụng Vietnam Airlines. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we're now making our descent for landing. Please return to your seat. Ensure that your seatbelt is fastened. The seat back is upright. Your tray table is secured and your window shade is open. May we remind you that for safety reasons, your mobile phone, receiver, transmitter devices, and portable electronic equipment must be switched off or switched to flight mode until disembarkation. Please make sure that your handbag is not in your aisle or the emergency exit. For more details about services, special online promotion, and loaded mind programs, please visit our website at www.vietnamairlines.com or download Vietnam Airlines application. Thank you. Cabin crew, check in Galway for landing.
đây, cúc đi Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Bây giờ là 12 giờ 10 phút trưa, nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C. Chúng tôi xin lưu ý quý khách ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn. Không hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử. Cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Hành khách sử dụng dây an toàn cho em bé, vui lòng gửi lại cho tiếp viên tại cửa máy bay. Chúng tôi xin hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Cần Thơ Airport, Cần Thơ City. It is now 10:12 p.m. The outside temperature is 28 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stops. Refrain from smoking, including electronic cigarettes. Take care of your belongings and ensure the contents do not fall out when opening overhead lockers. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. Please return infant seatbelt to the cabin crew at the aircraft door. We hope you enjoyed your flight with us and look forward to seeing you again soon. Thank you.